Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với channel của chúng mình. Hôm nay mình đang đứng tại khu vực phố cổ Hội An. Đây là một khu du lịch nổi tiếng của Quảng Nam cũng như là đất nước Việt Nam. Thì hôm nay là anh em mình có sử dụng nam châm, đồng thời là khám phá dưới lòng sông phố cổ này sẽ có những gì, và anh em mình sẽ dọn rác cái khu vực mà anh em mình quét qua. Các bạn hãy đón xem thử anh em có thể rà được những thứ gì ở dưới lòng sông này nhé. Ok các bạn, bây giờ là mình sẽ test thử cái độ hút của cái nam châm này để cho các bạn xem sức hút như thế nào. Không có gì các bạn. Như các bạn đã thấy thì lúc nãy anh em mình có dùng nam châm để xem dưới lòng sông này có cái gì hay không. Tình cờ, vô tình thì anh chàng này làm rơi cái chiếc điện thoại iPhone 7 xuống. Bây giờ tìm không được nên mình vừa về nhà lấy một ít đồ nghề, bình oxy, đây mấy giò kim loại anh em mình mua nhưng mà chưa có dịp sử dụng, và một số đồ nghề khác. Bây giờ anh em mình sẽ tiến hành lần tìm khu vực sông này luôn các bạn ơi. Bắt đầu hành trình kiếm lại cái điện thoại của bị rơi. Tiến hành lặn xuống. Ô trời, cái gì biết
Bây giờ kéo lên, kéo. Giá ngậm dưới đi ra. Mà nó mẹ điện trụ đi xuống nữa. Tự có được rồi, lên lên lẹ chứ đâu. Được mà nhanh á. Bùn hả? Chứ có bùn không? Bùn không. Đúng. Nè, hắn liếc con trâu xuống dưới này nè. À, sợ con trâu vô. Hắn trâu này với lại trâu dưới cái mọn gai. Mọn gai nè, không biết chứ... ra mà hậu liếc vô chứ phải. Mì ngó thì cái dài nè, cái dài mì kéo càng ra là mì thấy cái hướng mô là mì thấy bùn gác vô. Đất đây. Đất, trâu liếc xuống đây. Dạ. Dạ. Xóa này. Trời, hoài mới rớt đó. Thằng đã hoài rớt đó. Nghiêng nghiêng cái gai nè. Cài nó cổ kìa. Cài nó cổ. Trung mánh nè. Sản xuất đồ nghề đi luôn. Mà đánh đổi lớn quá. Anh đã tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Lần xuống lần thứ hai. Hiện tại là nước phía dưới đáy này rất là nhiều bùn. Đi qua đi lại gặp cản trở, không có thấy đường. Có à? Đột quá khó tìm đó nha. Ở dưới bùn nhiều quá. Đi mấy đường á trù cho nó ta bùn không nha. Cảm nhận tiếng à. Cảm nhận rồi này. Đâu rồi đây. Từ từ. Cảm nó rồi đi. Là bùn quá nhiều. Đây là đi bữa nó chặt nó đục. Cào quá lạng chưa. Chạy qua đây nè. Mình không biết đang liếc qua này này, hướng này này. Để biết được nước chả mà. Chả đi cái địa thủ đang đá đất nước, quan trọng là cái mồ đá xuống trước này. Ví dụ mẹ này đá xuống trước là không liếc ra mùa. Mẹ đi liếc này, liếc ra mùa. Nước chả ăn thua. Để lên cua, cú ở đây tôi lấy da cho. Cú ở đây. Nè. Nè. Đồ hình vẻ là rất là đuối không? Mày. Ví dụ như mà ta đi quá cái khu chỗ này là mà giật tay da nữa nha. Ok. Có tốt không? Nên tôi này cổ vũ cho anh ta kiếm được cái điện thoại. Mày con vợ khỏi xá hắn.
lần thứ 3. Đi à? Hả? Nó tới lại cho bông, tôi lỡ nhiều không? Đây là sốt cái gai hay là ra nguồn này chứ? Sốt gai rồi. Có vô đạn hả? Có. Dưới chân mày thì ra. Đòn ra nó buồn quá. Nó xách cái má lại không? Má rò lại không? Rò chứ nó tùm lông đồ. Dường như là không khả quan cho lắm anh em ơi. Tại vì cái lòng sông này á, nó rất là nhiều bùn. Khi mà mình lặn qua lại 2-3 lần thì bùn sẽ nổi lên. Đồng thời nó cũng có nguy cơ mà nó lấp luôn cái điện thoại đó các bạn. Kỳ này về là chết với con vợ nó rồi. Cái điện thoại mới trả góp xong. Quá nhỏ luôn các bạn. Có rồi. Wow. Đây, đưa đây. Ui trời ơi các bạn. Một màu đen đen chấm thêm vàng vàng. Đã tìm được chiếc điện thoại. Vâng. Còn hoạt động các bạn ơi. Chừng ra tôi lấy đây. Kệ máy vô à. Còn hoạt động các bạn ơi. Vâng, chiếc điện thoại vẫn còn hoạt động. Đúng lại phần 7, lết chống nước. Chú mày thì tự lên đi nha. Qua bên kia lên đi. Rồi bố. Đục, chịu đang qua bên kia được. Vâng thưa các bạn, sau một hồi cật lực tìm kiếm thì anh ta có vẻ khá là mệt. Nói gì đó đi anh hai. Điều rất là vui là mình không ngờ khi mà lặn xuống tới và tìm thấy thì mình đang ở dưới nước, mình bật lên và cái màn hình vẫn còn sáng. Thì đây lên bờ vẫn còn sáng thì sợ cháy mạch hay sao đó thì mình tát. Mình tát cái nguồn trước. Sau quá trình lặn thì cảm ơn các bạn xem này. Tại vì dưới đáy là rất là nhiều bùn ấy. Nên người anh ta hôi toàn mùi bùn các bạn ơi. Còn điều đặc biệt thứ hai á là anh em mình có được thêm một chiến lợi phẩm. Đây các bạn. Lúc nãy là trong quá trình lặn tìm chiếc kia là anh em mình tìm được chiếc này trước này. Cái này như là iPhone 6. iPhone Không này. Không máy. iPhone 6 các bạn. 6 Plus. Mình không biết nó còn hoạt động hay không. Đây. Nhưng khá là te tua. Cái này chắc là do nó vô nước nó nổ hay sao thì không biết nữa. Đi về là anh em mình sẽ đem lên tìm kiểm tra thử. Nói chung là cũng có chiếc lợi phẩm. Trong quá trình lặn thì anh em mình phát hiện ra một điều thì việc dưới nước có rất nhiều cái điều thú vị. Nên có lẽ là anh em mình sẽ nghĩ tới một chuỗi series là đi lặn những cái khu vực mà người khách du lịch qua lại. Ví dụ như bãi tắm chẳng hạn. Là chắc là người ta cũng vô tình đánh rơi. Ổn mà, không lẽ nào không hư đâu. Chấm giấm bằng ta không được. Thích CD hả? Bà tắt nguồn hết pin á, sập nguồn á. Anh em mình thiết nghĩ là sắp tới anh em sẽ thực hiện cái chuỗi series dùng bình hơi hay là ống thở gì đó đi lặn những khu vực mà có khách du lịch đấy các bạn.
đồng thời là mình dọn rác phía dưới luôn. Rồi mai thì mình gặp những chiến lợi phẩm như thế này, biết đâu cũng bổ sung thêm công quỹ cho anh em mình làm. Công việc là của những thợ lặn ở dưới nước thì cực kỳ rất là nguy hiểm, tại vì phía dưới nước thì các bạn không định hướng được các phương hướng, cũng như rủi ro rất là cao. Nên được thì các bạn cứ cho anh em mình một like, một đăng ký kênh để cho anh em mình có thêm động lực để làm những video cho các bạn xem nhé. Xin chào tất cả các bạn, thì hiện tại là mình đã đem cái điện thoại ra ngồi quán sửa rồi. Hai cái lông thì hai cái đó đều không sửa được nữa, chết ngùng hoàn toàn, không có khôi phục lại được. Kế hoạch tuần tới là anh em mình sẽ đi Ngầm Đôi để mình lặn, để kiếm một số thứ. Cụ thể là thứ gì thì trong những video tiếp theo mình sẽ làm cho các bạn xem. Mình mong muốn là các bạn, nếu như các bạn thích video của anh em mình thì hãy like, share, subscribe kênh của anh em mình. Và nếu có bất cứ một nhận xét nào, ví dụ như về chất lượng video, thì anh em có thể là comment bên dưới để anh em mình nhìn vào đó, đánh giá lại chất lượng sản phẩm và từ đó cải thiện. Cuối cùng là mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ cái kênh mới của anh em mình. Được trong vòng cũng được 15-16 ngày rồi mà được 920 mấy sub. Thì chỉ còn vài chục sub nữa thôi là anh em mình được đủ 1.000 để đủ điều kiện để bật kiếm tiền của bên YouTube. Anh em mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.